mẹ Tài Ngân, nếu dùng từ khóa để nói về tính cách của con trai mình thì mẹ dùng từ gì ạ? Từ khóa của tôi là lầy. 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 Lì. Lầy á. Lì. Lầy. Lì là. Lầy, lầy. À, đúng rồi, lầy, lầy, lầy đó đó. Dạ, dạ. Lì. Ồ. Oh. Lì. Lì lợm. Lì lợm thì lầm yeah. Lì là một cụ thể em ở nhà như thế nào ạ? Lì đây là có nghĩa là em làm theo cá tính của em. Dạ. Yeah. À. Rồi mình nói thì nói, nhưng em làm theo cái... Đó dạ. Là thể hiện chính kiến của mình. Nhưng làm tốt chứ không phải là làm xấu đi. Những người thì người ta ít nói thì người ta sẽ làm nhiều hơn. Lì như vậy. Như vậy khi lúc em làm theo ý của em dạ. Làm sai, không theo sự hướng dẫn của gia đình, em có xin lỗi không? Không, không. Dạ. Dạ, nhưng mà nếu như mà lỡ làm sai thì cái cách khắc phục cụ thể mà phụ huynh thấy được là như thế nào ạ? Tự động làm lại. Thì tự động đi sửa chứ không có tranh cãi, chối chấp gì hết. Nghĩa là có phương án khắc phục hậu quả nhưng mà vẫn không thừa nhận là mình làm sai nha. Trong tâm thế rất làm lì. Em khá là thích cái từ lì này đó. Đúng không? Sẽ là người có cá tính trong tương lai. Xin con số 4 cho con xin một số thông tin của bạn Nam là tuổi tác nghề nghiệp hiện tại của bạn. Tuổi tác nghề nghiệp ạ? Con trai của cô là Thanh Phong, năm nay được 26 tuổi. Nghề nghiệp thì bây giờ chưa ổn định, nhưng mà đang có hướng đi tới. Em nó mở quán ăn nhặt. Mình ít nói nhưng mà mình có sự dí dỏm trong đó không? Và ví dụ như anh có hay thể hiện tình cảm với người xung quanh hay không ạ? Đối với xung quanh thì hòa đồng nhưng mà ít hài hước, tại người ta ít nói mà. Làm sao hài hước được? Dạ. Và như vậy chúng ta đã lần được có 4 từ khóa thật là thú vị. Yeah. Bây giờ là thời điểm mà Hiếu nói liệu điều thú vị đầu tiên có xảy ra tại vòng 1 này hay không. Xin mời 1 phút hồi ý và suy nghĩ từ nhà gái. Bắt đầu. Ngay bây giờ, nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị rất tiếc phải buộc dừng cuộc chơi từ vòng 1 này là gia đình số mấy? Rất tiếc chúng tôi mà phải chia tay với gia đình số 4. Số 4 đó là em Phong Trần, con của mẹ Nguyễn Tài Ngân. Lý do? Với một người cậu con trai mà vì lợm như vậy, thực sự mà nói sau này giả sử mà con gái tôi được kết duyên cùng với cậu ấy mà cậu ấy cứ làm mọi việc theo cái ý của cậu ấy, rồi khi biết được sai rồi cậu ấy mới sửa, thì thực sự mà nói là không thể nào chấp nhận được. Dạ. Yeah. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với Phong Trần tại sân khấu này để xem chàng ta lầm lì như thế nào. Chào đón Phong Trần. Em có lầm lì lắm không? Dạ cũng bình thường anh ơi. Cô gái này có cảm mến với từ khóa lì. Đúng rồi. Hồi nãy lúc mà vừa nghe ông bố nói là loại là em bé giống như là muốn nói luôn cái điều gì đó mà không có cơ hội để nói luôn. Cho nên là những chàng trai mà có cái tính lì là cũng thu hút lắm. Vâng ạ, thật ra thì em thấy cái tính cách của anh khá là đặc biệt á. Tại vì em nghĩ là cái tính cách đấy mình có thể hoàn thiện được, rèn giũa được. Đúng rồi, có thể sửa và hoàn thiện được á, là một cá tính đặc biệt và em cảm thấy rất là mến anh ạ. Vâng. Em rất tiếc ạ. Và mời mẹ xuống đây đi. Dạ, mời cô ạ. Chúc cho mẹ nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và đặc biệt là sẽ có một cô con dâu không có lì. Một tràng pháo tay và hẹn gặp lại gia đình ạ. Bao cao su Tham Thóp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tham Thóp,
mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.